Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đúc hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay giới thiệu về anh em một số dòng mixer cơ. Cái này gọi là mixer cơ nha anh em. Mixer liều liều tất cả mình dặn tay đó, tôi gọi là mixer cơ. Thì đầu tiên thì em làm cái clip đầu tiên thì em làm về mixer cơ trước đi. Rồi clip sau thì em sẽ làm bên cái thằng mixer số anh em ha. Cái cơ này rồi những dòng này là em bán chạy nhất nha anh em. Thì hôm nay cũng giới thiệu đến anh em một số dòng mixer cơ lại ha. Thì ở đây thì cũng có đủ mặt hàng nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ bên em những cái mixer này ha. Thì mấy cái sau này những cái kênh em sau này những cái video em làm á, thì mặt hàng em báo giá phía sau clip nha anh em. Nói chung sau này em báo giá em báo giá cái bán lẻ trên cái video luôn, để cho anh em nào cứ mua thì mua lẻ thì biết giá đâu mua luôn ha. Thì em báo giá thì anh em cứ là mua em bán luôn nha anh em. Trường hợp anh em nào mà mua nhiều 2-3 cái này kia em sẽ bớt lại, hoặc là anh em nào đã mối mang này kia đó thì có gì em giảm tí. Còn trường hợp bên đây anh em nào như mua mixer này, anh em là chuyển khoản đủ thêm bao ship, tóm lại mixer chuyển khoản đủ bao ship nha anh em. Rồi bắt đầu em cũng đi vào giới thiệu anh em những mixer hôm nay ha. Thì bên đầu tiên thì em giới thiệu cái pin mixer nhỏ này trước đi ha. Rồi bắt đầu đi vào thiệu anh em ha. Thì khu vực này là mixer Mucky không nha anh em. Cái con này là Mucky 122MZ3. Máy này được còn mấy cái tem dán của nó anh em. Em chưa có vệ sinh, chưa làm chân để nghiêng si nghe anh em. Nghiêng si luôn là 122MZ3. Đây là cái con Z3 ha. Và đây là con này là 122MZ. Con này em nghĩ làm đấy anh em, tại vì nãy về chung lô cũng có với con nên nó kèm về luôn, nên cũng phải lấy về bán tiếp luôn. Thì con này thì em bán giá rẻ cho anh em chơi, nó cũng y gan con 122 cũng gồ thôi, nhưng nó là nút màu đỏ anh em. Anh này đời trước, còn này đời sau. Đây là anh em một 122MZ gồ ha. Mấy con này thì về đẹp ken anh em, đẹp rất đẹp luôn nha. Ở đây thì cũng một con nữa nè, 122 này ha. Con này thì nó gồm có 4 đường mic và 4 đường CT, tôi gọi là 8 lay. 8 lay bằng nút dặn nha. Máy này anh em xài gia đình thì bền. Chơi nhạc. Nói về mà chất âm nhạc thì con này vô địch nha anh em, không con này quá hết trơn nha. Vô địch luôn. Đó, nói về con nhỏ nha. Cái dòng nhỏ này là nhỏ nhất em làm nha anh em. Còn đây là 1 1402VZGO anh em ha, 1402VZGO. Thì VZGO 1402GO anh em có được 2 con anh em ha, 2 con nha. 2 con. Đó thì một con 1 1 2 2 rồi thì em được 4 con này ha, 4 con này ha, 4 con ha, và một con Z3 ha, một con Z3. Con Z3 này xài điện 22, còn mấy con kia điện 100V hết trơn anh em, 100V hết trơn nha. Con này cũng 100V luôn ha. Đó thì đó là nói về cái mấy con mixer. Rồi em mở này ra đi. Đó, mở cái bảng hiệu ra. Thì đây á thì là một con là con Mucky gồ FX12, là tức cái dòng này là 12 line anh em ha, 12 line. Thì gồm nó có 2 4 6 6 đường mic và nó đường 4 đường CT, 4 đường CT anh em ha. 6 mono 4 đường CT ha. Đó. Con này thì anh em chơi thì có effect đầy đủ nha. Có effect đầy đủ, eco reverb đầy đủ ha. Con này xài điện 220 luôn nha anh em. Có chỉnh AV luôn nha. Thì con này anh em chơi gia đình thì ok, hay xài điện 220 được luôn. Nó đời cao cũng gồ anh em ha. Con gồ thì là dòng này thì em bán nha. Cái dòng này nó mới, nó rất đẹp anh em, đẹp lắm, đẹp ha. Con này là con gồ F8 FX8 thì nó gọi là nó 8 lai. Con này gọi là 8 lai anh em ha. Nó cũng y gan con này ha. Con này tới 12 lai, con này 8 lai gia đình xài được nè. Gọn đẹp. Nói chung cái dòng này về mới lắm anh em. Anh em nhìn mấy cái folder đó nè, rất là mới. Cũng có EQ và có effect đầy đủ. Con này effect đầy đủ, ví dụ trường hợp anh em muốn lắp thêm một con effect nữa, vô chung thêm một con nữa thì tuyệt vời nha anh em. Thì nó hay hơn những cái con mà không có effect nha, hay hơn à. Tại vì nó hai effect mình chọn chung vô nó tiến ra rất là sâu nha. Đặc biệt là giờ gọi F8 nha anh em và gọi F12 ha, hai mẫu này thêm effect hay vô là hay. Thì anh em cũng lưu ý ha, những cái dòng mà Mucky này nè thì sau này em sẽ cố gắng em kìm những cái con mà eco gợi cao cấp với nó, những giống như là những con Silicon 200, Silicon 300, Silicon 400 và con Yamaha 2000, con Yamaha Yamaha FX, Yamaha 2000. Những mấy con đó thì em cũng đang mua
đang kiếm mua, nhưng mà tại vì giá hành nó còn rất là cao nên mình chưa thể mua nổi. Rồi, ví dụ anh em cái con này, con Mucky 6 triệu, con kia nó cũng 7-8 triệu luôn. Con FS đó anh em, nó mắc hơn cái con Mixer luôn. Nhưng mà con FSG nó con chuyên nghiệp nên giá nó rất là cao ha. Thì đây thì GX8 thì em được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em đến 6 con GX8 nha anh em. GX8 là 6 con nha, đó. Tổng cộng là 6 con. Thì anh em nào thấy, nói chung anh em nhìn hàng đẹp, cực kỳ đẹp nha anh em. Rất là mới luôn nha, cực kỳ mới luôn. Thì anh em xài gia đình nên mua con này đi ha. Xài điện con này là xài điện 220. Tại sao em mua nhiều? Tại nhiều lắm. Thứ nhất là giá thành nó gần bằng, nó mắc hơn cái con 1402 chút xíu, nhưng nó đời cao, công nghệ nó cao hơn. Nó có chỉnh EQ, là mình thấy chỉnh EQ là mình muốn cái giải mic thì giải nào đó mình nâng lên là mình nghe tiếng nó cực kỳ sạch nha. Rất kỳ sạch nha anh em. Mà thứ hai là điện 220. Đó là hàng chính hãng nha anh em. Miễn sao chính hãng được, còn kiện gáp kệ đâu kệ cha nó. Mình cứ miễn sao mình chơi đúng hàng xịn nó được rồi. Anh em lưu ý vậy đi. Em nói với anh em rất là nhiều cái vụ này rồi. Anh em giờ đừng có mơ mà kiếm mà thằng giao băng này kia để hỏi cần anh em. Miễn sao hàng chính hãng được, còn nó gáp đâu kệ nó. Miễn sao mình chơi thôi. Tới giờ bây giờ công nghệ tất cả xưởng đều nằm bên Trung Quốc hết trơn rồi, nên để mình giao băng nó mới in China là chuyện China không sao. Những sao là hàng đúng của Mucky, đúng của hãng làm ra là ok, giống như iPhone vậy thôi. Tại vì mình nói nhiều lâu lâu nhấn là do những khách hàng lẻ này kia để hiểu về mà đồ điện tử thôi. Rồi đây là em nói về anh em là tới 6 con này ha. Con này rất hay nha anh em, hay không có dở. Nó là dòng FG GX8 luôn, nó G là chuyên nghiệp anh em. Và tới đây là một con Onyx. Đây Onyx này anh em. Onyx 1220 ha. Thì em cũng có một con duy nhất. Con này cũng xài điện 220 luôn. Con này không gấp phép nha anh em. Mà nhưng mà dòng này nó cũng gọi là công nghệ mới nhất anh em. Cái ghề on nó rất hay. Và tới đây con là Onyx 820i, con này gọn nhỏ đẹp anh em ha, nó nhỏ nhôm nè, nhỏ nhôm đẹp anh em ha, nhỏ đẹp nha. Đó, con này đẹp lắm. Đó thì em được hai con Onyx 120 và Onyx 820. Lúc trước em nhiều lắm nhưng mà hôm nay nó về nhiều thôi. Và đây có một con này, mấy con này là con xả hàng, có mấy con cũ nha anh em. Dòng 1642 VZG em nghỉ bán rồi. Thì cũng có số những anh em làm xô vẫn còn mê con này. Thì con mê thì hôm nay em bán xả bỏ luôn. Tại vì mấy dòng này em nghỉ làm rồi. Rồi vì sau này có em cũng không mua nhập gì nữa. Đây 1644 trơn nè. Còn con đó là 1644G anh em ha. Hai con này là thằng đời đầu nhất của Mucky, loại mà 16 lai. Gọi là loại 16 lai mono luôn. 16 lai mono nha anh em ha. Mấy con này 16 lai mono hết. Tất cả đều mono anh em ha. Mono hết trơn nha. Đó, mono hết. Thì anh em cũng xem lại mấy mặt hàng hôm nay ha. Thì đây, thì nói chung hàng lô về nhiều thì anh em cũng thấy có tất cả đều cũng có con đẹp và con xấu như là 8, 9, 10 thôi, chứ không phải nó là tệ hết nha anh em. Thì anh em nào có nhu cầu chơi thì nên mua đi. Thì đầu tiên anh em cứ thoải mái lựa con nào lựa, em bán một giá thôi. Nhưng mà về thì còn con xấu ai mua cuối cùng thì con nó không đẹp bằng cái con mới ra thôi. Vậy đơn giản. Tại em có anh em chọn nào bán con đó ha. Rồi vậy đi. Rồi bắt đầu em đi vào và giới thiệu về anh, về nó báo giá cho anh em để mua ha. G2 con này. Hai con này giờ em bán giá xả cho anh em luôn ha. Hai con này xả luôn nha. Cái con trên đó thì con này nó cái vỏ còn hơi xấu nha anh em, hơi xấu nha, nhưng bên trong nó rất là mới nha. Con này em bán giá 3 triệu cho anh em luôn. 1642G giá này anh em hỏi kiếm đâu ra chưa á. Hàng này là hàng bãi nghe anh em, chứ không phải là hàng bờ. Tại vì cái này mua về nó là xấu. Tại vì mua cái này là mua cuối cùng luôn. Thì con này bán 3 triệu. Còn con nút màu đỏ này anh em ha. Nút màu đỏ nè. Đó. Nút màu đỏ. Con này đẹp nha. Nhưng mà cũng mà hôm nay em bán giá nó 3 triệu luôn. 3 triệu luôn. Anh em muốn mua nào mua. Đó ha anh em ha. Con này có con này thì nó sẽ đi 100 nha anh em. Thêm 100 nha. Rồi. Còn con Onyx 820 nha anh em. 820 này ha. Con này là cực kỳ mới anh em ha. Con này là cực kỳ mới nha. Con này anh em nào mua thì để anh em 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu nha. Xài điện 220 luôn nha. 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu. Giá này anh em cứ đi tìm đi. Rồi và con Onyx anh em. Onyx 120. Giá con này là 6 triệu nha anh em.
Onyx 120 6 triệu nha. Hàng bên bác thì này bán hết lẻ, bán bao chạy nha anh em, bao chạy nha. Và đây con GX8 thì gỡ 8 hôm nay con này em bán rồi 6 triệu nha anh em, 6 triệu luôn. Con này thì anh em về chơi là hỏi làm gì hết. Là nói chung là cực kỳ hay mà đẹp, mẫu này đẹp lắm. Bìa bên hông anh em, bên hông này ha, nhìn ha. Đó, rất đẹp nha anh em. Đó, con này là 6 triệu nha anh em, miếng này 6 triệu. Còn con mà GX12 này là 7 triệu anh em, con này 12 like 7 triệu nha. Con này 7 triệu nha anh em, con GX12 nè. Là 7 triệu. Còn mấy con F8 là 6 triệu hết nha. Anh em lựa con nào thì bán con đó. Rồi, đi đi ha. Rồi quay qua tới bên đây. Cái con Mackie 1202 anh em ha, 1202. À, con này thì 4 triệu rưỡi nha anh em, 1202 xài điện 22 nha. Con này điện 22 là 4 triệu rưỡi nha anh em. Còn con gồ 1202 gồ, con này 4 triệu một con. Đó, 4 triệu một con. Còn con trên đây gồ 1402 là 5 triệu nha anh em ha, 5 triệu ha. 5 triệu anh em thích con nào bán con đó, 5 triệu một con. Con gồ thì 4 triệu. Còn con Z3 thì nó 4 triệu rưỡi. Đó. Còn con này tình trạng giờ nó hơi xấu nè. Nói chung con này nó hơi xấu nha anh em. Rồi bán cho anh em là 3 triệu nha. 3 triệu luôn. Đó anh em đi. Con này hát nói chung y gan, hát âm thanh y gan nhau không khác chứ. Chẳng qua là cái dòng này dòng trước, nó dòng sau thôi. Cái dòng này thì nó gấp Mỹ, dòng này sau này nó sẽ có con nhằm để main Mỹ, main China, nhưng mà nó vẫn thứ một à. Cái vỏ để thôi chứ trong cuộc y gan nhau em rất là háo hết trơn rồi. Thì sau này em sẽ tháo từng bên trong, em làm một clip về tất cả nhiều dòng phía bên trong cho anh em xem luôn. Và để cho em so sánh anh em hỏi sợ. Ở đây ha. Rồi xong. Thì hôm nay em cũng có mấy con mixer đã nói về anh em ha. Thì anh em nào có nhu cầu cần mixer thì liên hệ bên em những con mixer này. Và em cũng kết thúc video hôm nay anh em ha. Hẹn anh em những cái video tiếp theo nha anh em. Và xin chào anh em ha. Và để cái bảng hiệu lên cái. Rồi xong kết thúc video. Rồi. Rồi.